Phú Nguyên kính chào quý khán giả người Việt TV. Bản tin tối nay, ngày 23 tháng 4 năm 2014 là phần tóm lược các tin chính. Dịch sởi hoành hành khắp Việt Nam tấn công cả người lớn. Ông Dương Chí Dũng bị đề nghị y án tử hình trong phiên tòa phúc thẩm. Mảnh kim khí giạt vào bãi biển của úc không phải là từ máy bay mất tích. Và thành phố Garango thì một học sinh đem súng vào trường sau đó bị bắt. Sau đây là phần tin chi tiết. Dịch sởi đang hoành hành tại 61 trên 63 tỉnh và thành phố tại Việt Nam, chứng tỏ chứng bệnh nguy hiểm này là một trong những nguy cơ y tế lớn nhưng nhà cầm quyền vẫn cương quyết không công bố dịch. Tính đến ngày 23 tháng 4 năm 2014, thì cả nước ghi nhận được 3.569 trường hợp mắc bệnh sởi, xác định trong số 9.932 trường hợp sốt phát ban dạng sởi. Số trường hợp mắc chủ yếu xảy ra ở khu vực miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Riêng thành phố Hà Nội chiếm 37% số ca mắc được ghi nhận. Theo truyền thông Việt Nam, thì trong khoảng 1.800 bệnh nhân bị bệnh sởi đến điều trị ở các bệnh viện tại Sài Gòn từ đầu năm đến nay, thì ít nhất đã có 345 bệnh nhân là người lớn. Thông thường, người ta hiểu bệnh sởi là bệnh trẻ con tới một tuổi nào đó, hệ thống miễn nhiễm của cơ thể đủ mạnh thì sức đề kháng giúp cho người ta chống được loại siêu vi trùng này. Tuy nhiên, theo một số bản phúc trình y tế của thành phố Sài Gòn, thì trong số các bệnh nhân sởi có cả sản phụ và người lớn, mà người lớn tuổi nhất là một ông 66 tuổi. Dịch sởi gây hoang mang và lo sợ khắp cả nước, đặc biệt là tại hai thành phố lớn nhất nước là Hà Nội và Sài Gòn. Từ đầu năm đến nay thì ít nhất là 125 người thiệt mạng nhưng nhà cầm quyền vẫn cương quyết không công bố dịch. Theo tổ chức y tế thế giới thì chỉ cần có 3 người chết là đã phải công bố dịch. Viên chức Bộ Y tế Việt Nam và cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn tảng lờ chuyện không công bố dịch, trong khi nói rằng không công bố dịch không có nghĩa là không có dịch. Cục trưởng Cục Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam ông Dương Chí Dũng bị đề nghị y án tử hình tại phiên tòa phúc thẩm hôm thứ tư, 23 tháng 4 năm 2014 tại Hà Nội. Dù luật sư biện hộ trình bày chứng cớ xác định ông không tham ô, ông Dương Chí Dũng, 57 tuổi, bị kết án tử hình trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 16 tháng 12 năm 2013 vì cáo buộc cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô từ khi ông còn là chủ tịch hội đồng quản trị của tổng công ty hàng hải quốc doanh Vinalai. Tội danh cố ý làm trái chỉ bị kết án đến 20 năm tù, nhưng tội tham ô với số tiền lớn từ 500 triệu đồng trở lên thì có thể bị án tử hình theo Điều 278 của Bộ Luật Hình Sự. Cùng ra tòa phúc thẩm với ông Dương Chí Dũng, còn các đồng phạm khác của vụ án mà ông Mai Văn Phúc, nguyên tổng giám đốc công ty hàng hải quốc doanh Midalai cũng bị kết án tử hình. Trong phiên tòa phúc thẩm này, thì qua các bài tường thuật trên báo chí tại Việt Nam, người ta không thấy đề cập gì đến lời khai của ông Dương Chí Dũng đã thú nhận hai lần mang số tiền tổng cộng 510.000 đô la Mỹ đến nhà thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ nhờ chạy án. Cũng nhờ ông Ngọ mật báo mà ông Dương Chí Dũng đã bỏ trốn một ngày trước khi cơ quan điều tra của Bộ Công an tới nhà ông để bắt giam. Hồi cuối tuần trước thì một số tờ báo ở Việt Nam cho hay gia đình hai ông Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc đã nộp những số tiền lớn để khắc phục hậu quả với hy vọng giúp họ thoát án tử hình. Vụ trưởng an toàn giao thông vận tải của Úc, ông Martin Dolan, hôm thứ Tư cho biết là vật lạ trôi giạt vào một bãi biển ở phía tây nước này không có vẻ là từ chiếc máy bay số hiệu MH370 mất tích. Vật lạ này giạt trên một bãi biển cách First khoảng 300 số về phía nam. Các chuyên gia mới chỉ nghiên cứu qua ảnh chụp chứ chưa nhận được hiện vật do cảnh sát thu giữ và nhận ra đây là một mảnh kim khí không biết chắc kích thước là bao nhiêu. Tuy nhiên, kết luận chắc chắn sẽ phải chờ đợi trong một vài ngày nữa. Trước đó, thì máy lặn tự động Bluefin 21 đã dò tìm 10 chuyến dưới đáy biển và không nhận thấy có dấu hiệu gì khả nghi. Chiếc máy lặn này đã tìm kiếm hết 80% khu vực dự định. Trong khi đó, thì 10 máy bay và 12 tàu vẫn tiếp tục thi hành nhiệm vụ trên mặt biển cho đến ngày thứ 47 dù chưa đạt kết quả gì. Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia cho biết Quốc gia này dự tính một kế hoạch lâu dài để tìm kiếm cho bằng được chiếc máy bay mất tích. Việc này có thể kéo dài nhiều tháng hay nhiều năm như trường hợp chuyến bay của Air France 447 rớt giữa đại Tây Dương vào năm 2009 đã phải mất 2 năm sau mới tìm thấy chiếc hộp đen. Cuối cùng là tin cảnh sát thành phố Garden Grove ở miền nam California được gọi đến trường trung học cấp 2 Jordan School vào lúc 9 giờ 40 phút sáng thứ tư vì có một học sinh mang súng trong túi đeo lưng vào trường. Ngay sau đó thì cảnh sát có mặt và bắt giữ học sinh này đồng thời tìm trong túi đeo lưng thấy một khẩu súng ngắn màu đen bá gỗ bán tự động, đạn đã lên nòng. Khẩu súng không gắn băng đạn nhưng nghi can có một băng được nạp đạn sẵn và để trong túi quần phía trước. Khẩu súng được ghi danh bất hợp pháp dưới tên một người trong gia đình của nghi can. Cảnh sát được lệnh đến lục soát nhà của nghi can và tìm thấy thêm một khẩu súng trường tại nhà, đồng thời tịch thu khẩu súng này vì không được ghi danh hợp lệ. Nghi can bị cảnh sát bắt và sau đó đem giam tại nhiều tù thiếu niên ở Orange County vì bị truy tố về tội mang vũ khí trái phép. Jordan School là trường trung học dành cho lớp 7 và lớp 8 thuộc học khu Garden Grove, nằm rất gần khu trung tâm Lido Sài Gòn, nơi có nhiều học sinh gốc Việt theo học. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin tối nay. Huy Nguyên kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp, số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, gia vật phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.